Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, đầu tiên em xin chúc chị luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Em mong chị tư vấn giúp em chuyện tình cảm của em ạ. Em và người yêu đã yêu nhau được 6 năm rưỡi. Trước giờ chuyện tình cảm của bạn em rất tốt. Gần đây anh ấy kêu mệt mỏi với em. Em cũng có nói em sẽ cho anh không gian riêng để em đỡ mệt mỏi. Được gần 1 tháng em không chịu được vì quá nhớ nên nhắn tin. Đến gặp anh nhưng anh không gặp. Anh nói hai đứa quan điểm không giống nhau. Em mãi không sửa được tật xấu của mình nên anh bực với em. Bọn em cũng gần 30 tuổi rồi nên sắp đến tuổi kết hôn, nên chắc anh cũng áp lực. Em hiểu nên không đòi hỏi gì. Em nhắn là dù sao thì em cũng đợi anh. Em không muốn mình là gánh nặng hay làm thêm áp lực. Rồi em xin lỗi những lỗi lầm trước của em. Anh cũng không nhắn tin lại. Cũng hơn 2 tháng rồi, hôm sinh nhật em anh cũng không nhắn tin hay gặp em. Khi nào sinh nhật anh, em có nên tặng quà hay nhắn tin gì không ạ? Dù hành động nhỏ nhưng em sợ sẽ ứng xử sai. Hai đứa trước giờ chưa bao giờ phạm vào giới hạn của nhau. Chưa bao giờ bọn em phải mâu thuẫn vì người thứ ba hay gì cả. Mà chỉ giận nhau vì những bất đồng quan điểm thôi chị ạ. Mà những quan điểm đó em toàn sai. Sai nhưng em vẫn chưa sửa được. Em nên làm gì để anh có thể vui vẻ với em như trước? Trong thời gian này em cũng cố gắng thay đổi bản thân tốt lên. Nhưng em không biết phải đợi đến khi nào nữa. Hai gia đình giúp bọn em cưới nhiều quá rồi. Em mong chị tư vấn giúp em để em có những ứng xử đúng trong thời gian này và tương lai. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Em thân mến, cái vấn đề lớn nhất trong cái mối quan hệ của em ấy, như em có chỉ ra và anh ấy cũng có chỉ ra, đấy là khi bọn em mâu thuẫn, em luôn là người sai nhưng em lại không bao giờ sửa, đúng không? Thì đấy là vấn đề. Em bảo đến bây giờ em vẫn chưa sửa được cái tính đấy. Thế em không sửa được cái tính đấy thì lý do gì để anh ấy quay lại với em và yêu em và vui vẻ với em đây, đúng không? Cái mâu thuẫn giữa bọn em, cái vấn đề giữa bọn em mà lớn nhất đấy chính là cái việc mà mình không hiểu chuyện và mình luôn có những cái quan điểm sai nhưng mà mình lại không sửa. Thế thì người ta chịu đựng em một vài hôm, người ta chịu đựng em một thời gian, làm sao người ta chịu đựng em mãi được? Em phải thay đổi chứ, em thấy em sai em phải thay đổi chứ. Bây giờ em vẫn nói với chị là em sai, em chưa sửa được. Chưa sửa được thì không có lý do để người ta ở bên em. Em ạ, chị không biết là giữa bọn em là bất đồng quan điểm như thế nào, cụ thể là ra sao. Nhưng mà em tự nhận là em luôn sai, đúng không? Vậy thì mình phải xem lại chính mình chứ. Chỉ nguyên cái điều đấy thôi, nó đã khiến cho một người đàn ông hình dung về một cô gái, đấy chính là cô ấy không cuốn hút rồi, đúng không? Chẳng có cô gái cuốn hút nào mà luôn luôn bất đồng quan điểm xong rồi lại là mình luôn sai cả. Cho nên cái lời khuyên của chị dành cho em là bây giờ em phải dành thời gian cho chính mình để cam kết với chính bản thân mình rằng mình có sửa được không. Không phải em nói sửa là sửa đâu, mà em sửa nó cần phải thông qua những cái biến cố trong cuộc sống, thông qua những cái tình huống này tình huống kia, em thể hiện được rằng mình đã khác xưa rồi. Em phải nhìn nhận cái vấn đề của mình và em phải sửa, đúng không? Nhớ này, trên đời này ai bên ai cũng phải có lý do cả. Nếu bên em chỉ toàn là những mâu thuẫn, những khó chịu, những cái sai của em mà em không chịu sửa, lý do gì để người ta bên em, đúng không? Người đàn ông người ta bước đến tình yêu ấy, ai cũng vậy thôi. Cũng muốn là ở đấy mình có niềm vui, có hạnh phúc, có một người con gái tuyệt vời, một người con gái yêu mình, quan tâm đến mình, lo lắng cho mình, chứ không phải một cô gái ích kỷ chỉ quan tâm đến cảm xúc cá nhân của mình thôi, đúng không nào? Ở đây chị có thể thấy rằng em không cuốn hút, em chưa có cuốn hút anh ý. Thứ nhất là bởi vì những quan điểm của mình không biết tranh luận như thế nào, mâu thuẫn như thế nào, nhưng luôn là mình sai là như thế là đã không cuốn hút rồi này. Cái thứ hai nữa là cái sai lầm của em khi mà anh ấy muốn chia tay, đấy là em nói em sẽ luôn ở đây chờ anh. Em sẽ không bao giờ thay đổi. Thực ra em có thể luôn chờ anh ý, em có thể sẽ không thay đổi, nhưng hãy để nó ở trong lòng thôi. Chứ bây giờ em nói ra là anh ý không có lý do để níu kéo em, không có lý do để sợ mất em, đúng không? Một người đàn ông nhìn thấy một cô gái ở đây này có quá nhiều những cái nhược điểm này, đúng không, làm cho mình mệt mỏi này, xong rồi lại thêm mà cô luôn ở đấy, cô không bao giờ rời xa mình nữa, người đàn ông sẽ có cảm giác là cô này cũng không buông tha mình á, em hiểu không? Cho nên là đáng nhẽ mình muốn chờ cũng được, nhưng mình để ở trong lòng mình thôi, không được nói ra. Em có muốn người đàn ông sợ mất em không? Muốn thì đừng nói những câu như thế, cứ coi như là em có những nhược điểm đi, đúng không? Nhưng cùng với thời gian mình không trống vắng em ấy, thì người ta sẽ có cái thời gian người ta nhận ra rằng em quan trọng cho cuộc sống của người ta. Người ta chỉ sợ mất em khi người ta biết rằng người ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ sẽ phải mất em thôi. Chứ còn em nói em luôn ở đây, em chẳng bao giờ rời xa anh hết, lý do gì để người ta sợ mất em? Mà cái cảm giác sợ mất một người chính là cách để kích hoạt cảm xúc yêu thương của người ta trở lại dành cho em. Mà bây giờ em sai quá rồi nhá.
không nên nói như thế. Chị biết là em yêu anh thì trong lòng em nghĩ như thế, nhưng mà là người con gái cuốn hút, không phải cái mình nghĩ cái gì mình cũng nói cái đấy đâu. Nếu như em theo dõi chị nhiều ấy, thì em sẽ hiểu và những cái điều này em sẽ không mắc phải đâu. Một cái thắc mắc nữa của em đây là sinh nhật của anh ý, em có nên chúc mừng hay tặng quà gì không? Và nếu em theo dõi chị nhiều thì em cũng sẽ biết rằng không bao giờ nên làm điều đấy. Bởi vì sao? Bây giờ thứ người ta cần có phải em tặng quà không? Không. Thứ anh ấy cần có phải là lời chúc sinh nhật của em không? Không. Thế thì mình trao đi để làm gì? Đúng không? Em nên nhớ này, 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng này đối với anh ấy nó không đủ em ạ. Không đủ để xóa nhòa anh ấy ký ức, vì em là một người là luôn sai, đúng không? Luôn cho anh ấy những cảm xúc tiêu cực. Nó không đủ thì phải cho người ta thêm chứ. Bây giờ em cứ tấn công vào cuộc đời người ta thì người ta sẽ phải ở bên em à? Cộng thêm một cái điều rất là kém cuốn hút ở em nữa, đấy là em đang bị áp lực là phải lấy chồng, đúng không nào? Hai gia đình thì cũng rụng rồi, bọn em sắp 30 rồi. Em có biết không, kiểu con gái và kiểu đàn ông kém cuốn hút trong cuộc sống này ấy, cuộc này đấy chính là những người mà đang vội vàng hấp tấp để cưới em ạ. Nhá, anh ấy nhìn thấy em là một cô gái này có nhiều những cái điểm sai này, mình đã hiểu về cô ấy, cô không thay đổi này. Cái thứ hai nữa, cô luôn bám giết lấy mình, cô không tha này. Cái thứ ba nữa, cô không biết đem vào cuộc sống này những cái điều tốt đẹp này. Cái thứ tư nữa, cô ấy đang gấp tấp vội vàng muốn cưới và mình là đối tượng. Em ơi, anh ấy sẽ không để em bắt anh ấy vào chồng đâu. Người con gái cuốn hút là một người con gái làm chủ cuộc sống của mình, không vội vàng hấp tấp gì hết. Mình một khi mình đã cưới, tức là cái khoảnh khắc đấy mình thấy rằng mình yêu anh ấy yêu mình, hai người yêu nhau say đắm và nhận ra rằng không thể sống thiếu nhau trong đời nữa, thì đấy mới là khoảnh khắc mình cưới. Kiểu con gái có tư duy như thế mới là kiểu con gái cuốn hút đàn ông, chứ không phải là à bây giờ mình sắp sửa cưới rồi thôi, anh cũng chẳng hoàn hảo đâu, nhưng mà yêu nhau 6 năm rưỡi rồi, thôi bây giờ là mình phải tính toán xem như nào mình cưới đi. Em có cái tâm lý đấy là em thất bại, em không cuốn hút em ạ. Cho nên đấy là những cái điều mà chị nghĩ rằng em phải sửa đi, có quá nhiều cái vấn đề trong cách ứng xử của em. Trong tình yêu ấy, em phải nhớ là kiểu con gái cuốn hút là kiểu con gái cao thượng nhá. Kiểu con gái sẽ biết rằng người đàn ông cần có gì để trao cho anh những thứ anh ấy cần. Em yêu anh ấy không? Yêu đúng không? Yêu thì phải biết rằng cái gì tốt cho anh ấy mình làm, chứ phải cái gì tốt cho mình làm xong rồi mình nói là mình yêu anh ấy. Bây giờ em muốn cưới anh ấy, đấy là mong muốn của em, nó tốt cho em, nhưng em cứ bám giết lấy anh ấy thôi, đúng không? Em nhất định phải có anh ấy trong đời chỉ vì thỏa mãn mong muốn của em mà. Em có yêu anh ấy đâu. Nếu em yêu anh ấy em sẽ làm như thế này này. Cái gì tốt cho anh em làm, cái gì làm anh vui em làm, cái gì làm anh thoải mái em làm. Sự không xuất hiện của em trong cuộc sống của anh khiến anh vui, em không xuất hiện. Không xuất hiện cho đến khi nào anh thực sự cần có em ở trong đời. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa em từ bỏ anh. Em vẫn ở đây âm thầm lặng lẽ yêu anh bằng một tình yêu cao thượng, với cái việc là mình cống hiến những cái điều tốt đẹp nhất. Còn cái sự âm thầm và tốt đẹp của em sớm muộn gì anh cũng sẽ nhận ra thôi nhá. Nên mình phải đủ tốt đẹp. Mình không có sự tốt đẹp thì lấy lý do gì để người ta yêu mình, đúng không em? Cho nên đấy là những cái điều mà chị muốn em phải rút kinh nghiệm đi. Phải thực sự biết cách yêu một người thì người ta mới yêu em được. Để thu hút một người đàn ông nó không đơn giản như cái cách em làm đâu. Nó bản năng quá. Muốn thu hút anh ấy phải dùng sự cao thượng và tốt đẹp từ sâu trong trái tim của mình. Ai cũng hướng đến sự tốt đẹp hết. Và người con gái mà anh muốn có trong đời cũng phải là một người con gái tốt đẹp, không phải một người con gái ích kỷ, chỉ biết mình muốn cái gì, không biết đàn ông muốn gì nhá. Bây giờ thứ anh ấy cần là sự thoải mái này. Thứ anh ấy cần là nhìn thấy một cô gái cuốn hút này, nhìn thấy một cô gái tự trọng này, nhìn thấy một cô gái độc lập này, nhìn thấy một cô gái đã thay đổi rồi và có những quan điểm đúng đắn và những cái điều tốt đẹp này. Đấy, em hãy làm một cô gái như thế đi. Rồi âm thầm lặng lẽ nghĩ xem anh ấy muốn cái gì mình làm cho anh ấy. Anh có muốn nhận tin nhắn chúc mừng sinh nhật không? Không. Bây giờ người ta chỉ muốn tránh xa em thôi. Mình tự trọng đấy chứ, người ta nói đến mức độ như thế rồi sinh nhật còn chúc mừng để làm gì? Mình nhắn tin, mình xin lỗi, người ta còn không thèm đáp trả lại mình, chứng tỏ người ta chán mình quá rồi. Bây giờ thả người ta ra đi, để người ta yên đi em ạ. Rồi làm theo 5 bước quay trở lại với người yêu cũ của chị. Em có quyền kiên trì với tình yêu này, kiên trì với sự tốt đẹp của mình cho đến khi nào anh có người khác rồi thôi. Anh chưa có người khác em vẫn kiên trì. Nhưng điều đấy không có nghĩa là em suốt ngày phải thể hiện rằng em yêu anh ý, em luôn lại ở bên anh ý nhá. Mình có thể yêu âm thầm lặng lẽ, mình yêu ở một tình yêu cao thượng. Ở đấy cái gì tốt cho anh ấy mình làm, cái gì không tốt cho anh ấy mình không làm. Mình có thể thể hiện tình yêu cũng được, không thể hiện cũng được. Nhưng điều quan trọng là mình biết là anh ấy cần cái gì thì mình trao anh cái đấy. Chứ đừng bao giờ cứ bám lấy người ta và cho người ta có cái cảm giác là cuộc đời này người ta không thoát khỏi mình đâu. Người đông sợ lắm em ạ. Thế thành ra mình rất cuốn hút, mình rất xinh đẹp, nhưng mà mình lại ấn tượng rất xấu cho mắt người ta. Hãy để cho người ta biết rằng yêu em hay không yêu em là quyền của anh.
Và ngay cả khi đã từng yêu em rồi, bây giờ em muốn thay đổi, em có quyền để anh thay đổi nhá. Em chỉ yêu chừng nào trong trái tim của người ấy, người ta mong muốn, từ sâu trong trái tim người ta muốn có được em, người ta muốn ở bên cạnh em thôi. Còn một tình yêu miễn cưỡng em không cần nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.